Hiện trường vụ tai nạn hai ô tô va chạm đến biến dạng ở Bắc Ninh. Khoảng 7 giờ ngày 28 tháng 10 tại Quế Võ, Bắc Ninh, xe bồn chở bê tông và xe tải chở đất xảy ra va chạm trước cổng khu công nghiệp Quế Võ 2. Cùng lúc, xe ô tô 5 chỗ không phanh kịp, lao vào xe bồn. Ở làn trong, 3 xe máy tránh tai nạn, ngã đổ xuống đường. Vụ tai nạn khiến đầu xe bồn và xe tải găm vào nhau biến dạng, ô tô 5 chỗ hư hỏng nhẹ. Hai nhân chứng có mặt tại hiện trường đã kể lại sự việc với VN Express. Về chung hàng loạt mà ở đấy gần ngã ba xe bồn đi thẳng rồi, còn đất thì rất là sang đường. Cái đoạn đường mà sẽ có ngã ba ngã tư ở đấy là xe bồn lao từ cái dốc cổng khu công nghiệp lên ấy, lao vào xe tải kia. Không biết là tốc độ như thế nào nhưng mà hai xe lao vào nhau nát hết đầu. Xe máy thì ngã hết xuống, có xe bị gãy đôi. Lực lượng chức năng phá khung sắt cứu hai tài xế mắc kẹt đưa ra ngoài. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân tai nạn và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.